Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Tsutsuki. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước ấy thì mình có dẫn một bé mèo của mình đi trôn mấy con creeper ở xung quanh cái khu vực này nè các bạn ơi. Nhưng mà mình không ngờ thì con creeper nó lại hoảng sợ như vậy và nó đã kích nổ ngay bên trong cái nhà kho của mình. Và bé mèo của mình ấy cũng bị con creeper đó làm cho nổ tung luôn. Và trong ngày hôm nay chắc mình sẽ làm một cái khu ấy để mình có thể tưởng nhớ lại bé mèo của mình nha. Và cũng như là nhắc nhở mình không được dẫn bất cứ bé sói, bé mèo nào để đi trôn mấy con quái trong Minecraft nữa, nếu không thì lại xảy ra trường hợp đáng tiếc như vậy. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ chuẩn bị vật liệu nha. Mình sẽ cần một ít cái phiến đá mịn này. Tiếp theo mình cần một ít cái lá nữa để mình trang trí xung quanh thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ sử dụng lá xoài nha. Và một ít cái hàng rào bằng sắt nè. Mình nghĩ là cần thêm tường đá nữa. Ngoài ra mình sẽ chuẩn bị một loại đất, cái đó là đất thô đúng không nhờ? Để xem nào, đây mình có một ít cái đất thô nè, khoảng 2 cục thôi. Và một cái rương đôi nha. Đây mình có một cái rương đơn cũng được các bạn ơi, tại vì bé mèo khá là nhỏ mà mình sử dụng rương đơn cũng được. Rồi mình sẽ trang trí thêm trong rương á, là một ít cái ở đây mình có một ít xương nè, hình như mình cũng có tơ nữa. Đây cái mạng nhện nè, mình sẽ đem thêm một ít cái mạng nhện luôn nha. Như đây đủ chưa ta? Mình nghĩ là cần thêm một tấm bảng nữa để mình có thể điền thông tin của bé mèo lên trên đó nữa. Đây một tấm bảng nha. Ngoài ra mình sẽ cần thêm cái gì nữa ta? Để coi mình còn cái khung vật phẩm không ấy đã. Nếu không có chắc mình sẽ mượn ở đây quá à. Cái đó để từ từ sau đi. Bây giờ mình sẽ tìm cái khu để mình làm luôn nha. Mình thường xuyên vào bên trong cái ngôi nhà, chắc mình sẽ đặt cái khu tưởng niệm đó ở cạnh cái nhà của mình luôn đi. Ở đây được không ta? Ở bên đây cũng được nè các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ dọn cái khu này ra một xíu nha. Đó, mình sẽ làm cái khu đó ngay tại đây luôn. Đấy, đào ra một xíu nè. Rồi, để mỗi lần mình lấy đồ hay là mình ngủ mình nhìn ra bên này ấy, là mình có thể gặp được cái chỗ này luôn nha. Đó, để nhắc nhở mình là không được ha, dùng mấy con vật ở trong Minecraft để trôn mấy con quái nữa. Nó không thôi lại xảy ra trường hợp đáng tiếc như vậy thì không nên đâu. Rồi, giờ mình sẽ đặt trước là một ít cái phiến đá mịn trước cái đã. Mình sẽ để coi cái này là nếu đặt lá mình có nên đặt ấy ở ngoài không ta? Như vậy chắc mình không cần cái hàng rào rồi. Nếu mình đặt hàng rào thì nó sẽ dính vào cái cục đất này các bạn ơi. Hay là mình làm xích qua bên kia ta? Ok, để mình làm xích qua bên trái một xíu các bạn ơi. Để mình sẽ làm xích ra đây một ô luôn nè. Đó. Và sau đó mình sẽ đặt một cái phiến đá ngay tại đây, mình sẽ làm như vậy đi. Đó. Đấy, cái này giống như là cái thánh giá đó các bạn ơi. Còn tên của bé mèo ấy thì mình sẽ gắn vào sau nha. Sau đó mình sẽ đào xuống hai ô nè để mình có thể đặt cái rương vào ở phía dưới ấy các bạn. Ở đây mình sẽ đặt một cái rương nhỏ thôi. Đó, trong rương này thì mình sẽ cho một ít cái mạng nhện này. Đó, kiểu như là nó hơi cũ kỹ một xíu ấy các bạn ơi. Ở đây đi, một ít nữa. Ở đây, đây, rồi sau đó mình sẽ cho một ít xương vào thôi. Đó. Rồi, ok rồi nha. Sau đó mình sẽ lắp đất lại bình thường thôi. Và phía trên mình sẽ cho đất thô lên nha. Đấy. Ngoài ra chắc mình sẽ đi lấy một ít cái cỏ nữa. Mà cỏ thì hình như mình cần kéo đúng không? Để coi mình có kéo không cái đã. Đây, mình có kéo tỉa nè. Mình sẽ cắt một ít cỏ luôn. Đó, để mình khỏi phải sử dụng bột xương ấy các bạn ơi. Và một ít cái bông màu trắng nữa. Tại vì cái chỗ này mình nghĩ bông màu trắng thì nó sẽ thích hợp hơn ấy. Rồi, giờ mình sẽ đặt cái mấy cái cỏ nào vào luôn nha. Chưa, để mình làm cái hàng rào bên ngoài trước cái đã. Đây, cái này chắc sẽ đập một ít cái đất ra luôn đi. Đó, để cho nó đừng có dính vào cái chỗ này luôn ấy các bạn ơi. Đó, ngoài ra mình sẽ dọn khu này ra để sau này mình còn dễ dàng xây dựng nữa. Rồi, vậy là ổn rồi. Sắp tới mình sẽ làm một cái con đường đi nhỏ nhỏ để cái khu này luôn nha. Rồi, sau đó mình sẽ rào lại như vậy thôi. Tới đây chắc mình sẽ bắt đầu đặt cỏ vào là vừa đó. Giờ mình sẽ đi tìm ít cái bông màu trắng cái đã. Ở đây có bông màu trắng nè. Rồi đây coi bông này bông gì nha. Bông cúc trắng các bạn ơi. Ở trong Minecraft hình như có hai loại bông màu trắng lận. Nè cái bông này nữa nè. Mình sẽ gom khoảng 3-4 bông gì đi. Đó mình đem lên đẳng mình đặt một thể luôn nha. Rồi giờ thì lên đẳng và đặt vào thôi. Mình sẽ đặt bông cúc trắng cũng như là cái bông thảo xanh nha. Wow, bông thảo xanh cũng khá là thích hợp á. Rồi giờ thì đặt vào thôi. Mình định làm một cái hàng rào bên ngoài luôn các bạn ơi, để cho những con zombie hay mấy con quái nó đừng có lại gần ở khu này ấy. Đặt ở đây. Đó, cỏ vô ở trong góc nè. Cỏ vô ở đâu nữa ta? Ở đây một cái bông nữa đi. Đó, vậy là ổn rồi. Cái này mình hy vọng là nó mọc cỏ nhanh nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Khi mà nó mọc cỏ hết ấy thì cái đất thô này nó sẽ không có mọc cỏ đâu, tại vì đất thô là nó không cho cỏ nó mọc lên đấy các bạn ơi. Thành ra mình mới sử dụng á. Rồi sau đó mình sẽ đặt mấy cái hàng rào bằng sắt bên ngoài nha. Đây, đặt ở bên đây nè. Cái này chắc mình sẽ dọn ra luôn đi. Nó để cho nó đừng có dính vào mấy cục đất ấy các bạn ơi.
Rồi đập cái này ra nữa. Đó, vậy là ổn rồi nha. Ở phía trước chắc mình sẽ làm một cái cổng quá à. Để coi coi làm cái cổng được không cái đã. Nếu được mình sẽ làm một cái cổng luôn nha. Bằng mấy cái tường đá các bạn. Mình sẽ đặt cho nó qua bên đây. Cái bông này đập ra đi. Rồi sau đó mình sẽ đặt mấy cái tường đá lên nha. Đây, ở đây. Ui, hai cái thì hơi thấp. Ba cái đi. Đó, và nói ngang. Rồi sau đó phía trên này chắc mình sẽ đặt cái bảng gì được không ta. Ui, cái bảng gì nó sẽ bị hở ra các bạn ơi. Hay là mình đặt ở phía trước nha. Để mình xem coi. Ok, chắc mình sẽ đặt ở phía trước các bạn ơi. Đây đây đây, mình sẽ đặt bé mèo của mình là Cat đi. Đó, còn mặt buồn. Đó, cũng như là lời xin lỗi của mình đấy các bạn ơi, mình không có muốn đâu. Giờ nghĩ lại còn thấy mà thôi đi. Giờ mình sẽ đổi ra cái màu nè. Tại vì phiên bản mới hình như nhuộm cái chữ được ấy các bạn ơi. Đó, nhuộm cái chữ được rồi nè. Đấy, để cho nổi bật cái tên của bé mèo lên nha. Rồi sau đó mình sẽ đợi cho nó mọc cỏ lại như bình thường thôi. Vậy là mình đã xong cái khu tưởng niệm cho bé mèo rồi. Hy vọng cái khu vực này sẽ an ủi bé mèo một phần nào. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ thắp đuốc lên các bạn ơi. Đấy, mình thắp một cái đuốc ở đây đi. Khi nào mình có item frame ấy, mình sẽ gắn vào đây một cái nè. Rồi mình sẽ đặt một cái gì đó giống như là một cái nơi để thắp sáng cái khu vực này lên đấy các bạn ơi. Đó, như vậy thì mình đã xong cái khu vực tưởng niệm cho bé mèo rồi nha. Chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ đi rồi mình làm công việc chính trong ngày hôm nay nha các bạn. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì mình đã tập trung vào việc xây dựng này cũng như là đi khám phá khá là nhiều rồi. Nhưng mà mình quên đi cái việc rèn luyện kỹ năng sinh tồn của mình trong thế giới nữa. Cho nên trong ngày hôm nay chắc mình sẽ giả lập một cái chuyến đi cắm trại nha. Mình sẽ kiểu như là trang bị những cái thứ rất là cơ bản luôn để mình có thể rèn luyện lại cái kỹ năng sinh tồn của mình nha. Rồi ok, tạm thời chắc mình sẽ cởi bỏ cái bộ giáp kim cương của mình ra nè. Và mình sẽ cho vào cái rương này đi. Đó, khi nào hết cái chuyến cắm trại này mình sẽ mặc lại như bình thường nha. Rồi cái rương chứa những cái dụng cụ của mình sẽ cắt vào hết luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên một cái set đồ như là giống như là tăng thủ với đó các bạn ơi. Đó, và để coi coi mình cắt tạm cái rương suko này vào bên trong nè. Cắt cây cúp này vào, cắt cây cung này vào. Mình sẽ chừa lại mấy mũi tên nè. Xô nước chắc mình sẽ đem thêm một xô đi. Và cái rương này nó có chứa một quyển sách, trong đây có nhiệm vụ của mình đã đề ra sẵn rồi. Một xíu mình sẽ ấy là sao nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một set đồ cái đã. Đồ thì chắc mình sẽ sử dụng đồ da thôi các bạn ơi. Đó, rất là căn bản luôn. Đây mình sẽ làm được một cái nón nè, một cái áo da nè, một cái quần da nè. Và phiên bản mới này còn chế tạo được cả cái giáp ngựa da nữa các bạn ơi. Wow, vậy sắp tới chắc mình làm mấy cái giáp ngựa da nè cho mấy bé ngựa của mình nha. Rồi mình nhuộm lên cho nó đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ thêm một cái ủng nữa. Đó, để coi coi đồ này đẹp chưa ta. Đồ này nhìn giống nông dân ghê luôn. Nhưng mà không sao đâu, kệ, nhìn cho nó giản dị các bạn ơi. Còn mấy cái da này chắc mình sẽ mang theo đi nhờ, để trường hợp quần của mình ấy hay áo của mình có bị rách thì mình còn làm một cái mới để mình thay nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái set dụng cụ nữa. Dụng cụ thì mình chỉ sử dụng dụng cụ bằng sắt thôi nha. Đây mình sẽ đổi ra hết mấy cái phôi sắt nè. Mình sẽ sử dụng ít cái que cái đã. Để coi coi còn que không. Ui mình hết que rồi, giờ mình sẽ làm một cái set đồ bằng sắt luôn nha. Đây mình sẽ chế tạo ra những cái que nè. Rồi sau đó mình sẽ làm một cây rìu sắt để mình có thể chặt cây nè. Một cây cúp để mình có thể đào bới nè. Một cây xẻng để mình có thể đào đất nha. Và một cây kiếm, kiếm hay mình nên dùng kiếm gỗ hay sao nha. Ok được luôn. Rồi mình sẽ dùng kiếm gỗ nha. Dụng cụ thì dùng bằng sắt cho nó hợp lý các bạn ơi. Còn kiếm ấy thì mình sẽ sử dụng kiếm gỗ nha. Đó, vậy là ổn rồi, vậy là ổn rồi. Để xem nào, gỗ thì chắc mình sẽ không mang theo đâu. Khi nào mình tới cái khu cắm trại thì mình sẽ kiểu như là chặt sao nha các bạn. Để xem nào, mình còn sắt thì mình sẽ bỏ nhà nè. Gậy bỏ nhà luôn. Đuốc chắc mình sẽ đem theo khoảng 35 cây nè. Còn về phần thức ăn ấy, quên nữa. Mình sẽ đem theo tre nha. Rồi còn phần thức ăn á, chắc mình sẽ không ăn cà rốt vàng đâu. Cà rốt vàng thì nó ấy quá rồi. Giờ chắc mình sẽ thu hoạch một ít cái cà rốt đi. Đó, mình sẽ ăn những cái loại thức ăn đơn giản như là cà rốt, khoai tây này. Đó, mình sẽ mang thêm một ít nha. Rồi có gì tới cái khu cắm trại mình sẽ tìm thêm nha các bạn. Ok, mình vừa chuẩn bị thêm ít len cũng như là một ít cái vật liệu ấy để chúng ta có thể làm được cái lều trại rồi. Bây giờ mình chỉ cần chế tạo thêm một cái giường nữa là chúng ta có thể bắt đầu cái chuyến đi này rồi đó các bạn ơi. Thì mình sẽ ráp một cái giường nha. Giường thì mình sẽ sử dụng giường màu đỏ đi. Đó, vậy là xong rồi. Giờ chúng sẽ ngủ một giấc ở nhà trước đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu dẫn bé ngựa rồi lên đường nha. Rồi giờ mình sẽ lại cái khu mình dẫn nuôi bé ngựa. Ui bọn cướp nhân làng, đừng mấy anh ơi. Ui thôi. No, mình không muốn bộ giáp của mình ấy chưa cắm trại mà đã bị hư rồi, mình không muốn đâu. Mình sẽ cắt cây. Ui. Mình sẽ cắt cây cúp này. Đó, cắt cây cúp ở nhà các bạn ơi. Ui đừng mà, đừng có dí. Thôi bị dí rồi, trước khi đi cắm trại mà còn bị dí nữa. Ui nhiều vậy. Ui đừng mà.
Ủa sao giờ? Hai quả cà rốt vàng này sao? Thôi. Đi 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 ngựa, đi. Ờ để coi coi mình còn thiếu gì không ta. Không biết mình còn thiếu gì không nữa. À đúng rồi, mình còn thiếu cây cung các bạn ơi. Một cây cung và một cây cần câu. Đó, đúng rồi, hai cái thứ cần thiết cuối cùng đó. Thì mình sẽ qua đây để lấy một cây cung ở bên trường bắn nè. Lấy cây cung ra. Để coi coi. Ui, cung này bắn rồi. Lấy cây cung nguyên mới được. Đây đây, cung nguyên đây, để coi coi còn mũi tên không cái đã. Mình nhớ hôm bữa là mình còn mũi tên á. Đây 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 đây, còn mũi tên nè. Đó, mình được ba, mình lấy 35 mũi thôi. Đó, 35 mũi tên nha. Rồi giờ mình sẽ đi về nhà để lấy thêm ít cái chỉ ấy, để chúng ta chế tạo một cây cần câu là có thể bắt đầu cái chuyến đi này rồi. Yeah. Cắm trại mà các bạn, mình sẽ tìm một cái khúc sông gần đó ấy, để mình có thể câu cá để sinh tồn qua ngày nha. Rồi giờ thì vào trong kho để lấy mấy cọng chỉ thôi. Đó, mình lấy chỉ thôi cũng được, tới đó mình chế tạo cần câu sau nha các bạn. Rồi. Ui ui, trời. Chỉ đâu, chỉ đâu. Ui. Ui, giật hết cả mình á. Đừng, đi kèm, giật hết cả mình. Thôi, lấy cọng chỉ lẹ. Lấy hai cọng chỉ nè. Rồi, cà rốt vàng mình để, mình ăn một cái đã. Rồi mình sẽ trả lại rồi, đi. Ui, đừng. No. Rồi, đi thôi các bạn ơi. Ui. Trước khi đi mà còn bị mấy tên cướp dân làng này bắn nữa, thiệt tình luôn á. Rồi giờ chắc mình sẽ mặc bộ giáp của mình vô đi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến đi nha. Dụng cụ thì chắc cũng khá đủ rồi. Ok, giờ đi thôi. Mình sẽ đi về hướng bên đây đi. Tại vì hôm bữa mình đã đi về hướng phía ngôi làng rồi. Giờ mình sẽ đi ngược hướng ngôi làng một xíu nha. Ở hướng bên đây thì đó giờ hình như là mình chưa đi khám phá lần nào luôn á. Sẵn tiện lần này mình sẽ đi khám phá một chuyến luôn. Và hai thứ cần thiết không kém đó chính là một cái đồng hồ này, để nhiều khi mình xuống hang ấy mình còn biết ngày hay đêm nữa các bạn ơi. Và một cái la bàn để mình còn định hướng để quay trở về nhà nữa. Đây mình có mỗi thứ một cái nè. Rồi giờ thì ổn rồi đó, đầy đủ rồi. Giờ thì bắt đầu lên đường thôi. Mình có mang theo một cái rương sugar này để chúng ta có thể kiểu như làm chứa thêm đồ giống như cái ba lô vậy ấy. Và mình sẽ mang thêm ít lúa nữa để cho bé ngựa mình ăn. Đấy, bé ngựa đi mà không có lúa là không ổn đâu. Mình có 19 lúa nè. Rồi đi thôi. Đó. Đi thẳng về hướng bên đây thôi các bạn ơi. Khi nào trời tối thì mình sẽ kiểu như qua đêm đi. Tới khi nào mình tìm được cái khu thích hợp để mình đặt cái chỗ lều trại xuống ấy thì mình sẽ dừng chân ở đó nha. Rồi giờ thì đi thôi. Trên đường đi nếu mình gặp cừu hay bò ấy thì mình sẽ tiêu diệt để mình lấy thêm nguồn thức ăn nha các bạn. Tại vì mình đem theo toàn là thức ăn nhẹ hả, nó hồi không có được nhiều ấy, thành ra phải săn bắn thêm á. Rồi giờ thì mình sẽ băng qua cái vùng đầm lầy này trước cái đã. Mình không có muốn cắm trại ở vùng đầm lầy đâu. Ở đây buổi tối ấy, nhiều khi lại xuất hiện mấy con slime nó làm phiền mình nữa thì toi á. Rồi ở đây có bí ngô nè, mình có nên lấy bí không ta? Bí ngô làm bánh bí được không nhờ? Ồ cũng khá tốt, cũng khá tốt quá. Chắc mình sẽ nhặt tạm một ít bí ngô đây nhờ. Ok, leo tạm ít bí ngô nha. Biết đâu tới đó mình lại cần á. Rồi đi thôi, đi tiếp nè. Cầm tay không đi. Đó. Mình sẽ dọn bớt đồ cái đã. Dụng cụ sẽ giờ lên trên, đồng hồ các kiểu nè, cho nó gọn gàng một xíu ấy các bạn ơi. Lều trại thì để trên hết đi. Đây, đó. Mình sẽ chừa lại đúng một cây rìu cũng như là một cây kiếm thôi. Rồi đi thôi. Ở phía trước là cái núi tuyết kìa. Wow, đây có núi tuyết luôn các bạn ơi, và có bò nè. Ôi, khi nào mình tìm được cái khu cắm trại đi, và mình sẽ ui có bà phù thủy nữa. Ui, mình đi ngang nhà bà phù thủy rồi. Có nên tiêu diệt bà không ta? Thôi, chắc hôm nay mình sẽ không làm phiền ai đâu. Rồi kệ bà đi. Đó, mình sẽ chạy nhanh quá để không tao bảo quánh mình á. Rồi giờ ui, bên kia là cái vùng đầm lầy nữa hả? Nhưng mà có nhiều bò quá à, mình có nên lấy thịt bò không ta? Trên đường đi chắc mình sẽ lấy một ít cái thịt bò các bạn ơi. Ở đây có cừu nè. Chắc mình chủ yếu là lấy thịt bò thôi. Tại vì thịt bò nó sẽ cho mình thêm da bò ấy, để có gì mình còn sửa giáp mình nữa. Đây mình sẽ tiêu diệt một ít bé bò nha. Bên kia là cái khu rừng ấy kìa. Wow, rừng gỗ bằng sam các bạn ơi. Bên đó nó có tỷ lệ là mình gặp được mấy bé cáo nữa. Được á, chắc qua vùng bên đây cắm trại cũng được nè. Nhưng mà thường thường ở vùng này thì nó ít mấy khúc sông ấy các bạn ơi, thành ra hơi khó để câu cá. Mình thì mình muốn câu cá khi mà cắm trại ấy. Thành ra để coi để gần đây có khúc sông nào đẹp với lại hơi bằng một xíu ấy thì mình sẽ đặt cái lều trại xuống nha. Để xem nào. Ui, ở đây có bé heo, có nấm này. Nấm này thì không có làm được cái súp. Ui, có quả mầm ngọt nữa nè. Nhưng mà cái khu này nó hơi cao rồi, phải tìm cái khu nào có khúc sông mà nó hơi thấp một xíu ấy thì mình sẽ dễ sinh tồn hơn. Thì mình xem nào, kiếm chỗ nào nó trống một xíu đi, mình đỡ phải chặt cây các bạn ơi. Nhưng mà với cái đà này chắc mình phải chặt cây rồi. Bên kia có cái đồi nữa kìa. Được nha. Ok, chắc mình sẽ dừng chân ngay tại đây nha các bạn. Và không biết mình có đem theo cọng dây không nữa. Không có dây là không có buộc bé ngựa là được á.
Rồi xong luôn rồi. Biết bé ngựa có đi đâu không nữa, nhưng mà mình hy vọng bé ngựa sẽ không đi đâu nhé. Nếu bé ngựa đi là mình không có cái mà để chạy về đâu. Giờ mình sẽ dùng xẻng này để đào đất ở đây ra một xíu nha, để mình có thể đặt cái chỗ trại của mình xuống nha các bạn. Đây mình sẽ đào ít đất ở đây cũng như là chặt một ít gỗ nữa. Đó, rồi mình sẽ đặt cái lều trại xuống nha. Rồi hy vọng bé ngựa sẽ ở vòng vòng đây thôi để mình đỡ phải đi kiếm ấy. Rồi tạm thời cho bé ngựa đó đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cây rìu nè để chặt gỗ thôi. Gỗ băng sam thì mình thấy cũng khá là ok, tại vì mình muốn làm một cái khu để mình ngồi mình nướng thịt nữa đó, thành ra mình phải cần thêm ít gỗ nè. Rồi giờ chặt thêm một cây này nữa nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái lều trại nha các bạn. Mình sẽ đặt trước một ô ở đây đi, sau đó mình sẽ đi lên đó. Lên thêm một lần nữa đi, để đi cho nó cao cao một xíu các bạn ơi. Gì có thấp quá không ta, lên thêm một lần nữa đi. Lên cho nó cao hẳn luôn các bạn ơi. Đấy, nó cao tầm này là vừa rồi nè. Thì mình sẽ đập mấy cái ô thừa này ra. Và mình sẽ làm dài dài xuống phía dưới thôi. Như thế này, như thế này và ở đây. Nó vậy là chúng ta đã xong cái phần khung rồi. Giờ chỉ cần kéo dài về mọi hướng ấy là hai ô nữa thôi. Hai ô. Đó, vậy là chúng ta đã được một cái lều khá là bé bé xinh xinh rồi. Rồi, mình sẽ đập vào đây nè, cũng như là ở bên đây nữa. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái phần kiểu như là chống cái lều lên nha các bạn. Không biết có đủ len không nữa, thì mình chuẩn bị khá là ít len đấy. Để xem nào. Ồ, may quá may quá. Vẫn còn dư các bạn ơi. Rồi vậy là ổn rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu đặt mấy cái hàng rào này xuống nè. Và ở bên đây nữa. Đây, đây, đây. Rồi vậy là xong rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Và phía bên trong ấy thì mình sẽ đặt cái giường ở đây. Đó, cũng như là một cái đèn lồng để mình có thể thắp sáng ấy. Và mình cũng có chuẩn bị dư ra thêm hai cái đèn lồng này để một xíu mình làm cái khu nướng thịt nha. Khu nướng thịt thì dù có lửa trại nhưng mà mình vẫn muốn cho nó đầy đủ ánh sáng một xíu. Và mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo ở bên góc như thế này nè, để mình có thể chế tạo đồ nữa các bạn ơi. Và rương thì mình sẽ không sử dụng cái rương bình thường đâu, mình sẽ sử dụng những cái thùng nha các bạn. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái này là cái ván đúng không nhờ. Rồi và một ít cái slab nữa. Đây mình đã được cái thùng, đây mình sẽ làm hai cái thùng nha. Và hai cái thùng mình sẽ đặt ở hai bên nha các bạn. Đó, thào mà chứa đồ luôn. Và phía bên đây thì một xíu khi nào mà mình đi mai ấy thì mình sẽ cho cái lò nung vào nha. Còn bé ngựa thì chắc mình sẽ dời lại đây một xíu, để không thôi một hồi mình lạc bé ngựa nữa. Mình quên đem theo cọng dây nhờ. Lần sau mình có đi cắm trại mình sẽ nhớ đem theo cọng dây mới được, để không thôi lạc bé ngựa thì toi á. Đi mai mà ủa đi cắm trại mà mất bé ngựa thì tiếc lắm luôn á. Rồi giờ thì đêm đã xuống rồi, chắc đêm đầu tiên ấy thì mình sẽ ngồi nướng thịt cũng như là câu cá một xíu đi nhờ. Khoảng nửa đêm đi, mình thả đi ngủ, ngủ sớm quá. Tại vì bình thường mình ngủ sớm lắm luôn ấy, trời vừa sập xuống là mình ngủ mất tiêu à. Mình chưa kiểu như là chưa có ngắm buổi tối lần nào hết trơn, toàn là ngủ sớm thôi. Thành ra trong chuyến cắm trại này chắc mình sẽ thức đêm một hôm nha. Rồi đặt mấy cục đất thừa này ra nè. Mình có một ít đuốc đúng không, mình sẽ cắm tạm một ít cây đuốc ở đây đi, để tránh trường hợp Reaper hay là mấy con quái khác nó spawn gần cái chỗ mình nha. Mình sợ lắm, tại vì giờ mình mặc đồ da mà khá là yếu luôn á. Rồi cắm ở đây nè, và cắm ở bên đây một cây nữa. Đấy, cắm sơ sơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mình không có đem than à. Ôi chắc là bây giờ mình phải đi vô hang rồi, hoặc là lên núi xem sao nha. Tại vì thường thường trên núi cũng có than ấy các bạn ơi, để mình làm cái lửa trại nữa. Ok chắc bây giờ mình sẽ ôi hết hồn. Cứ tưởng con Reaper không chứ. Rồi mình sẽ lấy lại cái rương nè. Rồi mình sẽ đi lên cái núi nè, để mình có thể lấy một ít than về làm lửa trại các bạn ơi. Đi thôi. Mình sẽ lấy cây cúp ra và cầm cái đuốc trên tay đi, để con thấy đường mà đi nữa. Để coi coi có than không đã. Thường thường trên mấy cái núi tuyết này nè sẽ có rất là nhiều than luôn các bạn ơi. Đó, thành ra không sợ không. Ui mấy bé cừu kìa, và có con sương nữa. Ồ, bây giờ mình mặc đồ, ui đây nè, than nè. Rồi đi xuống lấy mấy than về thôi, lẹ. Để không thôi bị mấy con quái nó tấn công á. Nó nói gì thì nói chứ đi cắm trại tốt nhất là phải giữ khoảng cách với mấy con quái các bạn ơi. Tại vì mình mặc đồ da ấy, thành ra không nên hổ báo đâu. Rồi giờ đi về nè. Để xem nào. Trên đường về thì phải nhìn cẩn thận mới được. Lỡ mà lũi vào một con Reaper ấy, nó nổ một cái là mình với bé ngựa toi luôn á. Rồi giờ tới nhà rồi, sẽ cắm thêm một cây đuốc ở bên đây để đảm bảo an toàn nha. Đuốc đâu ta, đây đuốc, cắm đuốc một cái nè. Rồi sau đó mình sẽ vào đây và chế tạo một cái lửa trại thôi. Rồi vừa đủ nè, lửa trại đâu, đây có lửa trại rồi. Đêm đầu chắc mình sẽ nướng thịt như nhờ. Mình có thể làm cái kiện rơm nè. Cái kiện rơm cũng là một cái cách rất là hay ấy, để chúng ta có thể tăng cái tầm hoạt động của cái lửa trại lên á. Mình sẽ đập cái khói thừa ở dưới ra nè. Đó, đặt kiện rơm xuống, lắp lại. Đó, khói nó sẽ bốc cao lên đó các bạn ơi, để có gì mình đi lạc mình còn biết đường quay lại cái chỗ cắm trại nữa.
nó bắt đầu bay lên cao kìa. Rồi giờ tranh thủ lúc này á thì chắc mình sẽ cắt bớt đồ đi, cũng như là mình sẽ nướng thịt nha các bạn. Thịt đây đây đây, thịt đây, một lần mình nướng hình như là được 4 cục hay sao á. Đúng luôn, một lần nướng được 4 cục. Rồi giờ mình sẽ cắt mấy thức ăn nhẹ nè. Một xíu mình sẽ ăn thức ăn nhẹ trước nha, rồi mới ăn thịt sau các bạn ơi. Cho nó giống thực tế một xíu. Tại vì mình đang giả lập cái chuyến đi cắm trại mà. Giờ mình sẽ cắt da bò vô rương này luôn đi. Đồng hồ với la bàn thì mình phải để theo bên người nè. Cái này giống như cái ba lô vậy đó, cái rương sugar giống như cái ba lô vậy đó các bạn ơi. Cắt mấy này vào. Và chỉ thì mình cắt vô đi. À không, chỉ giờ mình còn làm được một cái cây cần câu nữa mà. Rồi giờ mình sẽ làm một cây cần câu luôn. Ngồi nướng thịt câu cá là chín luôn nè. Wow, nhặt vô được 4 cục phải không? Giờ mình sẽ câu cá đi nha. Mình sẽ câu khoảng mấy con ta. Mình sẽ ăn trước một ít cái khoai tây trước đi rồi hả câu cá nha. Mình sẽ câu khoảng 2 con cá đi. Rồi sau đó mình sẽ nướng chung với hai cái miếng thịt nha các bạn. Câu cá thôi. Wow, trời buổi tối kìa. Ui, đừng. Ui đi. Rồi, mình cứu không kịp rồi. Ui mấy bé mực này thiệt tình luôn á. Ui đi xin tồn các bạn lưu ý là không được ăn cá nóc nha. Cỡ nào thì cỡ thì không nên ăn cá nóc nha các bạn. Tại vì khi ăn cá nóc ấy thì chúng ta sẽ bị trúng độc rất là nặng luôn. Say sẩm mặt mày lúc đó là ha, không thấy đường đâu mà đi á. Ui tự nhiên câu được con cá nóc chứ. Ui tưởng ui có cá hồi kìa. Ui một xíu mình sẽ bắt cá luôn, mình không câu nữa mình sẽ bắt cá luôn các bạn ơi. Đúng là gần xong tiệc thiệt á. Rồi giờ mình sẽ đợi cho cá cắn câu đi. Mình sẽ cố gắng câu khoảng 2 con cá để mình nướng lên nha. Sao cho ốc làm gì? Giờ ốc đâu có ăn được đâu. Giờ muốn câu một con cá cũng khó nữa, thiệt tình luôn á. Được lên nè. Được một con cá hồi rồi. Vậy. Cố lên. Giờ mình sẽ cố gắng câu thêm một con cá tuyết nữa là đủ 2 lỗ cá rồi mình sẽ nướng luôn nha. Cố lên nào. Rồi giờ thì đợi cho nó cắn câu thôi. Sao lâu vậy ta? Ui mặt trăng lên trên ngọn rồi kìa. Giờ chắc là nửa đêm rồi đó. Tranh thủ lẹ mới được. Để không thôi trời sáng là không được đâu, phải ngủ nha các bạn. Làm gì thì làm thì cũng phải ngủ qua đêm thôi. Nếu mà mình thức đêm lâu quá thì nó lại xuất hiện phantom, lúc đó thì mệt nữa. Rồi cắn câu nó được ăn cá rồi. Giờ mình sẽ nướng cá đi, rồi sau đó mình sẽ đi ngủ một giấc nha, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ nha các bạn. Ủa thịt đâu hết rồi? À đây thịt đây. Đó, mình sẽ nướng nha. Cá thịt. Đó. Giờ đợi cho nó nướng đi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ vào trong để ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đọc cái list nhiệm vụ nha các bạn. Đấy mình có liệt kê ra một vài cái nhiệm vụ rồi. Nãy mình quên bật lên xem nữa. Đâu ta, mình để trong cái rương nè. Đó, lấy ra. Đây hình như mình hoàn thành được một hay hai cái nhiệm vụ rồi đó. Nhiệm vụ là làm một cái lều trại nè. Là mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ làm dấu một cái nè. Săn bắn á. Ui nhiệm vụ săn bắn này mình chưa làm nè. Câu cá mình làm rồi nè. Rồi chế tạo lửa trại mình cũng làm rồi luôn nè. Rồi nấu ăn với lửa trại là cũng làm rồi luôn. Nãy mình quên bật cái nhiệm vụ lên nữa. Thiệt tình luôn á. Rồi vậy là hiện tại mình đã hoàn thành được 4 cái nhiệm vụ rồi. Giờ chắc mình sẽ làm cái nhiệm vụ là tìm 15 quặng sắt đi nha. Tìm 15 quặng sắt này cũng khá là hay nè. Được á. Giờ chắc mình sẽ tìm một cái hang đi, cũng như là mình cất bớt đồ cái đã các bạn ơi, để cho đồ nó trống trống một xíu rồi mình sẽ bắt đầu đi tìm một cái hang và đào 15 quặng sắt nha. Đấy, và đây là những cái nhiệm vụ mà mình liệt kê ra thôi. Nếu các bạn nào có những cái nhiệm vụ hay là những cái thử thách nào hay hay thì đừng quên comment nha, để sau này mình sẽ thêm vào, cũng như là mình sẽ thực hiện nhiều cái chuyến cắm trại như vậy nữa nha. Rồi giờ mình sẽ cắt cái này vô nè. Mang theo kiếm này. Cái này luôn. Rồi đi thôi. Đèn lồng thì mình sẽ để nhà đi nha. Đó, đèn lồng mình sẽ để trên đây đó, và mang thêm ít thức ăn nữa. Rồi vậy là ổn rồi, giờ thì tìm một cái hang và đi thôi các bạn ơi. Mình sẽ đi về hướng đồng bằng một xíu đi. Đó. Ui nhưng mà không được rồi. Quái nó chờ sẵn rồi các bạn ơi. Mình chỉ có 15 cái mũi tên thôi. Và mũi tên mình dự định sẽ sử dụng trong việc là săn bắn ấy. Còn mấy con zombie chắc mình sẽ dùng kiếm để chiến đấu thôi. Ui giờ cầm kiếm gỗ nữa thiệt tình. Không sao, cầm kiếm gỗ quánh cũng khá là vui các bạn ơi. Ui no. Ui giờ mình mặc đồ da các bạn ơi, không nên hổ báo đâu. Mình mà kiểu như là tấn công một xíu. Ui con skeleton hả? Ui thấy chưa, skeleton bắn mình một cái mình muốn xỉu luôn á. Wow nó mạnh thiệt á các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ xuống hang một cái đi. Ui ăn vô cái đã.
Nhầm. Ui có sắt nè. Ui. Ui nó bắn mình kìa. Ghê vậy. Thôi kệ đi. Giờ mình sẽ đào sắt trước cái đã. Được bao nhiêu rồi? À, 3 quặng rồi. Cố lên. Và đây còn một ít than nè. Mình sẽ lấy một ít than luôn các bạn ơi. Để có gì một xíu mình về mình còn nấu nướng nữa. Và cục này chắc mình không đào được đâu. Đào là mấy cái sỏi nó sạp xuống là mình lại nghẹt thở thì toi á. Rồi đào mấy cái này ra để mình nhặt lại nha. Nhặt. Ui đừng có bắn nữa mà. Ui tôm mình đang tiết kiệm thôi. Nếu không thôi mình xơi cái con skeleton đó rồi. Ăn vô cái đã. Rồi giờ xuống dưới chơi. Chơi nó luôn nha các bạn. Xuống dưới chơi. Trời lớn với skeleton luôn. Skeleton à. Ui kiếm mình yếu quá. Mình đánh cả buổi trời mới ngõm con skeleton á. Ở dưới đây còn quá trời quái nè. Cắm nút mới được. Ui không ổn rồi. Ui hai con Reaper kìa. Mình không có cái nữa. Đừng nha. Thôi. Tha. Ờ hay là mình cho nó nổ nha. Nổ đi. Mình còn nhiệm vụ tiêu diệt 5 con Reaper nữa. Chắc bây giờ mình sẽ dùng cung nha các bạn. Chứ bây giờ mình dùng kiếm là chắc chắn là mình ngõm với nó luôn á. Ui. Vậy tiêu diệt được 2 con rồi. Con hồi nãy là không tính. Tại vì mình làm cho nó nổ mất tiêu rồi ấy. À, vậy là mình đã tiêu diệt được 2 con rồi. Cố lên. Còn 3 con Reaper nữa thôi là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ tiêu diệt Reaper đó các bạn ơi. Đây, tại vì cái rà mình cũng đang có mối thù với con Reaper nữa. Tại vì hôm bữa là Reaper ấy đã nổ tung cái bé mèo của mình rồi. Thành ra giờ mình cũng khá là giận Reaper ấy. Đó, giờ gặp Reaper là mình sẽ cố gắng tiêu diệt cho được. Rồi, đào thêm ít sắt nữa nè. 12 rồi. Đó, cố lên. Ngoài ra chắc mình sẽ cố gắng tìm thêm kim cương đi nhờ. Đó, đi cắm trại mà mang về kim cương thì tuyệt. Còn gì bằng đúng không các bạn? Đó, vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ đào sắt rồi nè. Giờ mình sẽ tích vào một cái đi. 15 bằng sắt mình sẽ tích vào một cái nè. À, giờ mình sẽ đào thêm thôi. Cái này cũng như là mình đem mang về các bạn ơi. Đấy, quà mang về. Rồi, đào thêm ở đây nữa. Và cái hang này khá là rộng nè. Oh, xịn nha. Thôi, mình có nên đào thêm sắt không ta? Ui, skeleton, no. Ui, mình sẽ bắn nhau với nó luôn đi. Đấy, biết đâu mình lại nhặt được cái mũi tên thêm á. Ui, cái này phải 3 mũi tên mới tiêu diệt được một con skeleton các bạn ơi. Ở đây có con một Reaper nè. Creeper hả? Lại đây. Hey. Lại đây hả? Dám lại đây không? Một mũi nữa nè. Yeah, được 3 con rồi các bạn ơi, cố lên. Mình đã tiêu diệt được 3 con Creeper rồi. Giờ chỉ còn 2 con nữa thôi là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ tiêu diệt Creeper rồi đó. Và bên đây. Ui, ở phía trên hình như là con zombie nó bị. Ui, đây có đúng 2 con nè. Ui, còn đúng 2 con Creeper hả? Creeper nè. Creeper hả? Rồi. Và một con cuối cùng thôi. Ui, 2 con luôn hả? Ui, đây nhiều Creeper cực các bạn ơi. Ui. Yeah, vậy là xong cái nhiệm vụ tiêu diệt Creeper rồi. Thì mình sẽ tích vô một cái đi các bạn ơi. Để không thôi một hồi quên á. Tiêu diệt Creeper nè. Đây, đánh vô tích vô. Đó. Rồi, một xíu lên làm nhiệm vụ săn bắn sau nha. Ui, bên đây nó dùng đồng bằng nè. Đồng bằng được á. Wow, được. Giờ mình sẽ tìm bò thôi. Đấy, bên kia có cừu kìa, được luôn. Cụ cũng cho mình một nguồn thịt khá là tốt ấy. Để mình coi nào. Bò thì vẫn tốt hơn các bạn ơi. Vì bò mình có thể lấy da để làm giáp ấy. Để coi nào. Có vẻ bên đây không có làng rồi. Nhưng mà mũi tên thì bắn ở dưới nước không được nha. Mũi tên mà bắn dưới nước được mình sẽ đi săn cá luôn. Nhưng mà làm sao mình có cách rồi. Giờ mình sẽ tiêu diệt khoảng 3 bé cụ đi. Đấy, sẽ tiêu diệt khoảng 3 bé cụ nha. Mình sẽ tiêu diệt cừu trắng thôi, mấy bé cừu màu chắc mình sẽ không tiêu diệt đâu. Tại vì mình không thích cừu màu cho lắm ấy. Rồi, giờ mình sẽ xuống đây để dùng cung để bắn cá nha. Đây là cách mình bắn cá nè các bạn ơi. Cá hả? Đó, bình thường thì mình bắn nó sẽ bị drop các bạn ơi. Đó, nó sẽ bị rơi xuống như vậy nè. Đấy, rất khó trúng luôn cũng đúng không? Hay gì đó thì mình sẽ lợi gần ấy. Mình bắn một cái là ngõm liền. Rồi, ui. Rồi, ăn nhầm rồi. Mình phải ăn bò bít tết chứ. Ui, ăn nhầm cái cục thịt zombie rồi. Rồi, mình sẽ qua đây để tiêu diệt thêm một bé cá nữa đi. Để một xíu về mình nướng nha các bạn. Ở đây có 2 bé cá luôn nè. Mình sẽ tiêu diệt 2 con luôn đi. Cá hả? Cá nè. Rồi, một bé nữa. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào vùng đồng bằng một xíu để mình tìm bò nha. Để coi còn bò không ta. Hình như da bò mình để nhà rồi. Mà càng nhiều bò càng tốt các ơi, không sao đâu. Ở đây có mấy cái hồ nè, cẩn thận không thôi lọt hồ nữa. Ở đây có hoa hả? Hoa thì mình không cần.
Ồ cái này nó gần dùng. Ui có ngựa nè. Ừ nhưng mà nhà ở ở chỗ mình có ngựa rồi. Ở kia u có bò, có bò. Được được được, giờ mình sẽ tiêu diệt một đàn bò này đi, rồi mình sẽ quay về là vừa đó các bạn ơi. Mặt trời rặn xuống núi rồi kìa, mình sẽ đi cắm trại khoảng 3 hôm đi nhờ. Khoảng 3 hôm đi chứ bây giờ mình chưa có hoàn thành nhiệm vụ nữa. À mình còn một cái nhiệm vụ nữa, đó chính là làm bánh kem ấy, quên nữa ta. Hé, còn nhiệm vụ làm bánh kem nữa. Ui chắc bây giờ mình sẽ chặt gỗ đi các bạn ơi, để mình làm một cái lò nung ấy, còn mình còn nung sắt ra và làm thêm 2 cái xô nữa, tại vì cần 3 cái xô để làm một cái bánh kem á. Rồi mình sẽ làm một cái máy chế tạo đây nè, đặt xuống luôn đó, sau đó mình sẽ ráp một cái lò nung ngay nha. Đây một cái lò nung, rồi sau đó mình sẽ đặt xuống và nung sắt lên, chắc mình có 20 mấy cái luôn nè, rồi nung lên đi. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi vòng vòng để khám phá nha. Bên này nữa còn có bé cáo phải không, nhìn kỹ mới được các bạn ơi, thỉnh thoảng ở đây lại có cáo á. Bên này không có cáo nhưng mà có cừu này, cừu cũng được. Rồi. Cừu nè. À và trong Minecraft ấy nó có một cái nhiệm vụ đó chính là tiêu diệt một cái mục tiêu ấy là cách khoảng 50 ô các bạn ơi. Không biết đây tới đó có khoảng 50 ô chưa nữa, để mình thử thử bắn nha. Hy vọng là trúng. Hy vọng là trúng. Ui, trúng mất kìa. Ô, trúng luôn, trúng luôn. Trúng không? Ui không tới rồi. Trúng không? Ui, lại không rồi. Trúng đi. Ui cao quá. Mày là phải trúng nè. Ủa? Gì? Ủa? Nhưng mà không hoàn thành được thành tựu. Vậy là cái đó chưa tới 50 block rồi các bạn ơi. Nhưng mà giờ chúng thôi 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 thôi, làm cái giường ngủ qua đêm ngay tại đây luôn đi các bạn ơi. Mình giờ mà lết xác về nhà chắc thế nào cũng bị cũng bị mấy con zombie nó cho ăn hành cho coi. Thôi 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 thôi, ngủ tạm ở đây đi, cũng như là tiêu diệt thêm một ít bé cừu cái đã. Đó. Và bé này luôn. Đấy. Rồi, giờ thì chế tạo cái giường thôi. Đó. Qua đêm ngày tại đây nhá, tại vì mình cần làm cái nhiệm vụ làm bánh kem thôi, nếu không thôi là mình sẽ cố gắng quay về cái lều để mình ngủ ấy. Đó, ngủ tạm giữa giữa đồng không mông quạnh ở trong một hôm nhá. Rồi, bộ giáp của mình không biết giờ còn xài được không nữa, để mình còn làm bộ giáp mới các bạn ơi. Ui bộ giáp mình còn khá là nguyên vẹn được á. Rồi giờ mình sẽ làm thêm một cái xô nữa nha. Đây một cái xô, còn xô nước này thì mình sẽ đổ ra đi. Đó để mình có thể lấy sữa bò nhá. Đây sẽ stack lại vào 1, 2, 3. Rồi giờ thì tiêu diệt mấy em bò này được rồi đó. Mấy em bò hả? Mấy em bò hả? Và em bò này nữa. Rồi xong, giờ mình sẽ lấy lại cái lò nung ấy, rồi chúng ta quay về nhà nhá. Ui chạy. Đừng có chạy mà, làm gì chạy nhanh vậy. Rồi mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo nè, cũng như là cái lò nung nha các bạn. Để con nấu xong chưa. Ok, đi về nhà mình nấu sao cũng được. Mình lấy cái cúp mình đào ra đi. Đó. Ui, trồng cây lại nha. Các bạn chặt cây xong nhớ trồng cây lại nha. Thịt zombie thì mình sẽ vứt ra nè. Sỏi chắc mình sẽ đặt ở đây đi, để mình lấy than lại thôi. Đó. Và ở đây có một em bò hả. Kiếm mình gần ổng mất tiêu rồi, nhưng mà không sao đâu, mình hy vọng cây kiếm mình vẫn có thể sử dụng trong một lúc nữa. Đấy, ít nhất là tiêu diệt được em bò này cái đã. Mấy bé bò ấy chạy nhanh cực luôn các bạn ơi. Mình quánh một cái thôi mà chạy quá trời luôn á. Ui, phải cẩn thận nha các bạn, chơi trò chơi mạo hiểm không? Thì mình sẽ ba cô bông bển nha. Nếu mà fail một cái là thôi xác định luôn á, nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Sợ cực luôn á. Và đó mà mình rơi xuống một cái nhiều khi là ngõm á các bạn ơi. Nó sâu lắm luôn á. Ui mày quá, thôi 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 về nhà rồi làm bánh thôi. Ơ. Hình như mình cần trứng gà nữa đúng không ta? Ủa đúng rồi, mình cần trứng gà nữa, để coi coi mấy mấy gà này có đẻ chưa cái đã. Ủa mình phải ở đây để canh mấy mấy gà này đẻ rồi mình lấy trứng rồi nè. Mình còn phải lấy trứng gà thêm nữa, tại vì làm bánh kem ấy chúng ta cần phải có trứng gà các bạn ơi. Giờ mình sẽ đợi cho mấy bé gà này đẻ nha. Ok, hẹn lại các bạn khi mình có thêm ít quả trứng gà từ mấy bé gà này nha. Và một thành phần không thể thiếu khi mà chúng ta làm bánh kem ấy, đó chính là những cái cục đường ấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy một ít cái mía đường ấy để về nhà và chúng ta chế tạo nha. Không biết cần 1 hay 2 đường nữa, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy khoảng 2 cây mía đi. Đất thì mình sẽ đặt lại đây nè. Đó. Rồi mang mía về thôi. Và lúa ấy thì mình có thể chế tạo rất là thoải mái luôn, tại vì mình có một ít cái xương nè, mình sẽ dùng bột xương ấy để cho lúa nó mau lớn nha các bạn. Để coi nào, thức ăn, bánh kem còn thiếu gì ta. Bánh kem đâu rồi? Đây bánh kem đây.
À mình cần phải đổi mía ra đường nữa, cần hai đường các bạn ơi. Đây mình có hai đường rồi nè, thì mình sẽ nhấp đây. Rồi mình đã chế tạo xong bánh kem rồi, bây giờ mình sẽ tích vào mấy cái nhiệm vụ nha. Săn bắn hồi nãy mình cũng săn bắn rồi nè, chế tạo bánh kem mình cũng chế tạo xong luôn rồi. Ui nhầm nhầm đó. Và giờ mình còn hai nhiệm vụ thôi, đó chính là ăn một cái bánh kem ấy để kết thúc cái chuyến cắm trại các bạn ơi, cũng như là về nhà một cách an toàn ấy. Bánh kem chắc mình sẽ đặt ở ở cạnh cái lửa trại nhờ, và mình sẽ đặt ở trên một cái gì đó đi để nhìn cho nó sạch sẽ xíu các bạn ơi. Mình sẽ đặt trên một cái lóc gỗ này nha. Đây đặt bánh kem xuống nè, giờ mình sẽ đi vòng vòng đi để cho nó đói thiệt là đói, rồi một xíu mình sẽ quay lại nha. Nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ dẫn bé ngựa ấy đi lên cái đồi đó đi, để coi trên cái đồi đó có cái gì không có đã. Thì mình thấy cái đồi đó rất là cao luôn. Và ở đó thì mình có thể nhìn ra xung quanh dễ hơn các bạn ơi. Biết đâu mình lại tìm được một cái gì đó thú vị rồi sao. Giờ đi lên nào. Bé ngựa mình nha, vượt đồi kinh thiệt luôn á. Ồ, cái đồi này cao cực nè. Wow, nhưng mà ở đó có, ui, cái cây trên không luôn kìa. Wow. Ủa, ở đây nhìn, ồ, cái cảnh nó đang nhìn đẹp cực các bạn ơi. Cao cực luôn nè. Wow. Cái này nhìn nhìn thích mắt cực luôn á. Ui ui. Ui. Cái này mà rơi xuống bé ngựa của mình có nước ngổm luôn á, cao lắm luôn. Và ở dưới có đàn bò kìa. Không biết bên đây còn gì không ta, để mình đi qua bên đây một xíu coi. Để xem nào. À, bên đây tiếp tục là cái núi tuyết thôi. Wow. Hình như mình có thể lấy tuyết đúng không nhờ? Hình như ở nhà mình còn ít cái đầu bí ngô á. Để mình lấy tuyết mình tạo một 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 anh người tuyết ở đây chơi nhờ. Ồ được á, được á. Đây là cũng như là nhiệm vụ mình tự đặt ra thêm đi. Mình sẽ chế tạo một anh người tuyết ở đây luôn nha. Đây mình sẽ đổi ra mấy cái khối tuyết nè. Đó, rồi quay về nhà để lấy mấy cái đầu bí ngô thôi. Hình như đầu bí ngô thì mình phải cắt mặt ra nữa hay sao các bạn ơi, thì mới có thể chế tạo ra mấy anh người tuyết ấy. Được á, được á. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà mấy ảnh người tuyết nhưng mà đi không có ra tuyết các bạn ơi. Mình thắc mắc là tại sao lại không ra tuyết nhờ. Tại vì mình đang rất là muốn farm tuyết luôn ấy. Ok, tạm thời thì chế tạo anh người tuyết trước cái đã. Rồi, mình sẽ... có nên chế tạo đây không ta? Còn đứng ở đây ăn bánh luôn. Hợp lý á. Ok, ok, được, được. Mình sẽ chế tạo cả ngay anh ở đây với mình nha. Ở đây, sau đó mình sẽ lấy cái đầu bí ngô nè, mình sẽ đặt lên và chế tạo một cây kéo thôi để mình cắt mặt ra ấy các bạn. Mình sẽ cắt mặt ra, nó được một anh nè, cắt mặt nè. Ui, a, ủa sao ở đây lại, ủa, nè, anh tạo ra tuyết rồi nè các bạn ơi. Ồ, hay giờ. Ủa sao ở nhà mình, ủa mình cắt cái mặt ảnh được luôn nè. Ủa mình cắt cái đầu bí ngô ở trên mặt ảnh được luôn á các bạn ơi. Wow. Ủa cắm trại, ui có hai người bạn mới nè. Ok, tranh thủ lúc này mình chắc mình ăn bánh kem nha. Ăn bụp bụp bụp. Ủa mình ăn gần một lần gần hết cái bánh kem luôn rồi kìa. Ủa vậy là xong rồi. Giờ chắc mình sẽ hoàn thành nốt cái nhiệm vụ thứ 9 nha các bạn. Và nhiệm vụ thứ 10 ấy thì chắc mình sẽ quay về nhà thôi. Và quá trình về nhà chắc mình sẽ giống như là đi về một cách an toàn nhất nha. Để tránh trường hợp đang đường về mà bị ngõm thì kỳ lắm. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Như vậy thì mình đã trở về nhà sau chuyến cắm trại các bạn ơi, và mình cũng đã hoàn thành xong 10 nhiệm vụ mà mình đề ra rồi. Và sau chuyến cắm trại này thì mình còn biết thêm được nhiều điều nữa, biết được anh người tuyết này, tại vì ở nhà thì mình chế tạo không được anh người tuyết các bạn ơi, ảnh di chuyển nhưng mà không có rơi ra tuyết ấy, nhưng mà lúc mình đi cắm trại thì ảnh lại di chuyển và tạo ra tuyết, nhìn rất là thích luôn. Ngoài ra mình còn kiểu như là có được thêm những cái trải nghiệm ấy về lúc đầu sinh tồn này, và sử dụng những cái dụng cụ cũng như là những trang bị rất là đơn sơ luôn đó. Và sau này ấy, nếu các bạn muốn mình làm tiếp những cái chuyến cắm trại như vậy ấy, và có những cái thử thách nào hay thì đừng quên comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.